Hello, chào mọi người. Thì giờ mọi người thắc mắc là tại sao hôm nay mình quay gì đây? Tại sao hôm nay mình lại quay một cái gì đó nó không có vai vai, nó không có không có nhân vật cái kiểu. Thì hôm nay là một vlog. Yes, thì đây là hôm nay là ngày mấy ta? Đây là thứ hai ngày 30. Thì là hôm nay mình mới vừa quay xong cái talk to myself, à đây là cái đèn. Yes, thì giờ mình đang chuyển sụp cái máy tính. Thì là hôm nay mình muốn làm cái gì đó mới channel, thì mình là quyết định là mình quay một vlog. Vlog này mang tên là Thức tới 5 giờ sáng cùng Ken. Thì bây giờ tạm thời bây giờ là 9 giờ 3 phút. Bây giờ là 9 giờ 3 phút sẽ có khoảng thời gian hiện lên đây là 9 giờ 3 phút. Thì bây giờ mình đang ngồi upload cái mình mới quay xong episode của Talk to Myself lên trên Drive để cho anh Sam edit. Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi tắm. Cái thủ tục tắm của mình á sẽ là xà bông, gội đầu, xong cái dầu xả, xong cái mình sẽ rửa mặt. Sau cái mình đến mình hát, xong rồi sẽ diễn ra những cái biểu tượng mà mình chưa bao giờ mình trải qua, nhiều cái bắn zombie hay là đánh nhau gì đó, như vậy cái lẽ. Nếu mà mọi người không biết cái tóc mình nó dài thế nào á, thì let me show you. Đây, nó là dài tới đây. Oh my god, I can't believe it. Mình mới bắt được cái nước đó mọi người. Ok, thì mình đã lau người xong và thì á, mọi người có thể ý là mình vẫn vuốt lên nha, nhưng mình không có dấu hiệu gì chảy, đúng không? Nhìn nó không có dấu hiệu gì là chảy hết, đúng không? Nhưng mà nó sẽ từ từ nó ngã vô nếp. Mọi người thấy nó ngã từ từ vô nếp không? Ôi trời ơi, cái quần thăng, quần thăng là cái gì, cái gì quần thâm. Cái quần thâm của tôi nè. Thì dạo này tôi ngủ cũng khuya lắm, tại tôi thức nhiều khi tôi lý do tôi làm video thức 5 giờ sáng là tại có lần tôi thức được tới 5 giờ sáng rồi, 5 6 giờ sáng rồi. Và tôi cảm thấy là cái trải nghiệm tôi thức 5 6 giờ sáng chứ như ở nhà dịch đó, kiểu cũng chắc kiếm content quay cho mọi người coi cho vui, để coi là tôi thức tới sáng làm gì mà. Thì cũng chỉ ăn uống chơi game kiểu thôi. Tôi rất là nể ông nội tôi, ở chỗ là ông nội tôi á ngủ rất là hay. Tại hồi nhỏ lúc mà tôi còn ở bên nhà ông bà nội á, tôi còn ngủ chung với bà nội, thì ông nội chỉ cần nằm xuống 5 giây sau là, trong khi đó tôi nằm kế bên tôi cố gắng ngủ mà tôi không ngủ được tại ông nội ngáy quá ồn. Nhưng mà tôi phải công nhận là ông nội tôi ngủ hay thiệt. Thì cái này không phải quảng cáo gì nha, nhưng mà nó chỉ là dành cho nếu mà các bạn đã có bị khó ngủ của tôi, thì là tôi uống cái này nè, cái melatonin này nè. Thì nó là sleep for sleep faster promotes more restful sleep and 100% drug free. It's right here. Đó, mọi người có thể mua trên Shopee hay đâu đó, I don't know. Thì mình có một người bạn ở bên Mỹ thì có suggest cho mình mua cái này, nhưng mà bạn đó suggest là mình mua cái loại kẹo dẻo á, nhưng mà rất tiếc là mình kiếm không có kẹo dẻo, mình chỉ kiếm có cái loại này. Đây nó là cái kiểu này thì nó giống như bột vậy á, kiểu như để vô xong nhai, xong cái là nó tan ra. Cái xong nằm cỡ đâu 20 phút 30 phút sau là bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, là cảm thấy dễ ngủ hơn. Nó không hẳn là kiểu như là uống vô cái nhưng mà kiểu như nhưng mà nó giống như là nó ease your way into the sleep á, kiểu như thay vì bạn buồn ngủ bình thường thì nó cũng giống vậy. Nó không biết hoạt động như thế nào, nhưng mà cái này có vẻ ok. Nếu mà các bạn nào mà có bị mất ngủ hay là khó ngủ như tôi thì có thể sử dụng thuốc này. It's very fluffy, là bánh bông lan đấy. First bite of the day. Đây là sẽ là chương trình food review cho mọi người. Mọi người thấy không? Đấy em. Good food. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi game một chút xíu, rồi chúng ta sẽ coi có gì đó bụng thì kiếm gì ăn. So yeah, let's go. Thì bây giờ mình đang có trận rồi. Mình đang chơi một trận R6 trên máy tính. Thì mình đang ngồi trong Discord với lại người yêu mình. Đây. Không biết quay chúng không nữa. Mình đang đeo tai nghe cho nên là mọi người sẽ không nghe được bộ mình nói gì đâu. Ok, thì tôi đang chơi game. Thì tôi được mẹ bưng vô một dĩa xúc xích. Thì nãy thì đang chơi game, xong cái mẹ lúc mẹ đang làm việc của anh, thì mẹ quay về gõ cửa, mẹ hỏi là ăn xúc xích không, mẹ chiên cái thank you mom. Xong cái là mẹ đã làm cho một tô một tô xúc xích với lại khoai tây. Cheese là phô mai gì. So yeah, let's enjoy it. Hai giờ 43 phút sáng thì mình vẫn đang ngồi trong Discord với lại mấy đứa bạn mình, có cả người yêu trong này nữa. Nhưng mà thì bây giờ tới mình là mình đang đói bụng.
là mình kêu tụi nó ngồi chơi xíu đi, xong cái mình ra mình làm một tô mì hay là kiếm gì đó ăn để ăn luôn. Mấy giờ? 2:30 sáng. Giờ mẹ nói nhẹ tại vì mẹ đang ngủ. Nước đây sôi thì bây giờ ta sẽ đi tới công đoạn làm mì. Thì cái công thức này á, là hôm bữa là tôi cũng đã chỉ trong lúc làm mì rồi á. Thì cái này tôi chỉ làm mì gói toàn thôi, chứ không để lấy cái bánh sandwich á. Cho nên là thì chúng ta sẽ lấy hai bình này nè, lát xài xong. Cái tô này á là để làm trộn mì á, để xài xong. Cái nước sốt á nó cũng đơn giản lắm, ta sẽ lấy một tí chanh lấy để sẵn ra để mùi vậy. Đây thì đầu tiên là bịch dầu, cắt bịch dầu ra, xong chỉ xài một chút thôi, không nhiều quá. Đây thì đây là bịch dầu nha, mình chỉ xài một chút thôi, không nhiều nha mọi người. Một chút dầu thôi, không nhiều nha. Một chút dầu thôi, không nhiều. Theo chúng ta sẽ bỏ bịch này đó cho nó có vị thôi. Vẫn còn nữa, vẫn còn cỡ tầm đâu để đèn nữa, chắc cũng đâu tới đây thôi. Nó xài không nhiều quá, mình chắc cho thêm tí đi, thêm nhiều thứ đó. Đó, xong để qua đây. Nào, trắng is very crucial, ok. Đây một lát chanh như thế này thôi, xong rồi chúng ta sẽ dắt nó vào đây. Xong tiếp theo đây bây giờ nè, đây mấy ông thấy không, đó sẽ là gì nè. Xong tiếp theo á, chúng ta sẽ cho một tí đường vào, tí thôi, cái đường muối thôi, đường. Ôi nhìn nè, đây cái này là con kiến nó đúng tìm đúng hũ đường luôn, con kiến nó tìm đường như cái hũ đường rồi nè. Xong cái là con này nó sẽ đang sống trong gọi là sự hạnh phúc. Mấy con kiến nó thích đồ ngọt, nó đang sống trong sự giàu sang quý, nó đang wow, I have so many đường á. Nhưng xong rồi nó không thể nào ra để nó tìm được bạn của nó để nó chia sẻ cái sự ngọt ngào, cái sự đường này cho bạn của nó. Thế là nó chết trong cô độc trong hũ đường luôn. Chúng ta sẽ có sự thích con kiến trong hũ đường. Ok, một tí đường nè. Phải đường luôn nữa. Ừ, đường luôn. Một muỗng được nha. Xong cho vô đây. Đồng đóng nắp lại xong cho con kiến chết này luôn. Giờ tôi sẽ lấy tí tương ớt. Đây, còn chơi tương cà. Tại trong cái chính là chỉ có tương ớt thôi, nhưng mà chắc tôi thêm tí tương cà vô cho nó ngon lắm. Yes, very nice. Đó. Tôi sẽ đánh nó lên. Tôi sẽ trộn nó lên. It's time for noon hot water. On to the moon. Rồi thì giờ đợi mì chín nói. Giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng nhà để coi có gì. Đây là chỗ nhà tôi vào ban đêm nha mấy ông. Cái thui luôn. Đây. Đó. Đây mấy ông, nếu mà mấy ông nhìn tú được kia luôn á thì buổi sáng á. Sáng nữa cho mấy ông coi là sáng những cái giờ mất 81 luôn. Rồi đó. Đây là khu chúng tôi ban đêm. Chung là nó cũng yên bình, chỗ này cũng yên bình lắm, nhìn nó chill lắm. Nên là yeah, everything is good. Có một tin vui để làm mấy ông biết gì không? Là cái kênh Kenjam Boy á. Nè mấy ông nhìn nè. Đó, đây là Thái Dầu. Chúng ta đã được 603.000 sub. Đó, cảm ơn luôn. Ok, đó, cảm ơn mấy ông nha. Team cho mọi người đã subscribe cho kênh Kenjam Dum. Tôi sẽ cố gắng tạo những content hay hơn để mọi người coi. Đó, đúng rồi, 603.000 sub rồi, chỉ còn 497 ca sub nữa là được 1 triệu. Cố lên. Ok. Mà nóng quá. Cái nắp này kim loại đụng vô cái đúng nóng luôn á. Tôi sẽ sử dụng chiến thuật của người hồi xưa. Mì. Ok, thì bây giờ tôi sẽ chắc nước ra. Thì trong lúc chắc nước tôi sẽ đặt mọi người vào bên. Tôi sẽ đặt mọi người vào đây. Sau đó tôi sẽ sử dụng chiến thuật. Đúng á, thì cái này qua chiến thuật nó sẽ là nhắn. Rồi cứ cầm lên chắc rồi. Chứ không có gì khó. Chỉ sẽ làm không bên dầm bạc cái nấu ăn hay nấu đổ. Đó, thì đây là mì nha. Xong rồi là tôi sẽ cho một tí bơ vào trong đây nữa là ok. Thì là bây giờ tôi đã bỏ cái tô vô lò vi ba, xong để cho tầm 2 phút gì đó để cho cái bơ nó tan thôi chứ không gì. Xong rồi là bỏ cái sốt vô trộn nó ăn thôi. Đó, mọi người có thể thấy cái tô mì không? Đây là tô mì nha, xong rồi tôi sẽ đổ cái sốt vô. Tôi đổ cái sốt này vô. Chắc đi không phí cái sốt trong này á, là mấy ông chắc lấy một miếng mì gì nè. Xong mấy ông bỏ vô đây. Em bỏ vô đây xong cái mấy ông trộn như thế này lên. Thì nó sẽ lấy hết cái sốt trong này luôn. Xong mấy ông sẽ để ngục ở đây, xong mấy ông bằng tiếp thì mấy ông sẽ không phí một miếng sốt nào luôn. Nhiệt trộn lên. Thì nó không hấp dẫn nha. Nhưng mà tin tôi đi, nó sẽ rất là ngon đó. Tin tôi đi. Ok, giờ tắt đèn. Đừng tôi mì vô trong phòng. Đó. Và ngồi xuống anh em bạn bè. Ê, ngồi xuống là anh em bạn gì. Ok, thì bây giờ tụi tôi sẽ, bây giờ bây giờ tao bây giờ là 3:19 phút. Thì là tôi đang ngồi đây với là chú Cây Du, là chú Đức. Chào cái. Hello mọi người.
Yeah, thì chúng tôi sẽ chơi Phasmophobia bắt ma lúc đêm khuya là thể hiện sự sự gan lì không. Đây, tôi sẽ thưởng thức cái món mì của tôi. Mì này tôi làm hồi nãy nó có chanh á, nhưng mà trộn này vô á nó chua chua. Không, nó chua chua ngon gì vậy, nó bị chanh trộn với mất vị chanh là sao. Vậy là tốn như mấy rồi. Và tôi là đám bạn tôi cũng vừa chơi xong game Phasmophobia. Thì bây giờ tôi tính là tôi sẽ đi ra tôi đánh răng cái. Để anh em mới ăn xong rồi đánh răng cái. Rồi xong cái tôi sẽ nằm. Tôi chưa biết là gì nữa. Chắc nằm lướt TikTok hay gì đó tới 5 giờ sáng. Xong rồi nhớ không? Cái này cũng hay ghê mấy học. Tôi biết mẹ tôi kiếm này ở đâu nữa. Nhưng mà basically cái này nó sẽ cuốn cái tiếp để đánh răng này. Thì hồi đó thì dùng mà kem sắp hết á. Mà cái rất nhầm. Sử dụng một kem sắp hết rồi phải nặng ra lên đó. Cho ra nó một thì cái này nó sẽ làm gì đó gì mong luôn. Thì chỉ cần mọi người xoay cái này á là nó sẽ cuốn, nó sẽ ép nó vô thì nó sẽ ép lên thêm mình luôn. We stop online. Giờ thật sự là tôi cũng không biết làm gì luôn á. Bình thường là tôi cũng nằm lướt TikTok á, mà tôi không thể lướt TikTok được tại vì cái điện thoại tôi đang cầm để tôi quay. Thế là tôi không biết là tôi sẽ quay tôi lướt TikTok như thế nào luôn. Nhưng mà yes. Okay. Đó. Nhưng mà đầu tiên nha, thì lá đầu tiên mấy ông nhìn á là con này là con King of Space đúng không? Đó, xong cái đây vô đây ha. Xong lấy con đó tôi nhét vô giữa hoài. Rồi, à vô giữa hoài. Thì khi mà nó giữa hoài vậy á, tất nhiên á nó sẽ không nằm trên top được. Đúng không? Con trên top nó sẽ là một con khác. Tất nhiên là không thể nào một con hồi nãy được. Nên đó, để mấy ông tin hơn á, tôi sẽ cắt một vài năm đôi. Tôi sẽ xảo lên. Đó. Thì vì tất nhiên không thể nào mà tôi có thể giữ cho con đó trên đầu được, đúng không? Cho nên tôi cho mấy ông còn lại nữa này tôi xảo rồi, đúng không? Tất nhiên con này sẽ là con khác. Chain of Space. Nhìn nhận nè. Man, I'm Scotland. I'm Scotland. Nào. Ở Scotland. Magic Kingdom. Kingdom Magic. 1, 2, 3. Nani? Bruh. Giờ 5:23 thì nãy giờ mình nằm giường mình đọc xong sách, xong cái là mình đọc xong truyện chứ. Xong cái mình lấy điện thoại lướt TikTok. Xong là bây giờ là 5:23. So it is really quiet. We're gonna have to keep it quiet, guys. Look at this. Má xương quá. Nếu mà không có xương là tuốt đường đây được mấy ông. Tuốt ở đó sẽ là cái landmark 81 á. Nhưng mà trời lạnh quá, xong xương quá, xong cái nó mất luôn cái landmark 81 luôn. Mà tại vì nếu mà nhìn thẳng cái đường đó cái là, ok đây nè, nó thẳng ra là cái landmark 81 luôn á. Và bây giờ 5:23 sáng bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ. Thì video này đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Like các bạn thích và subscribe cho kênh. Mình sẽ hẹn gặp các bạn video lần sau. Stay fabulous guys. Bye, tôi đi ngủ quá.